về Tây phương có A Di Đà, ở cõi đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi Ta Bà, về bên cõi A Di Đà. Cánh quang cõi A Di Đà, ngọc lưu ly xây hành lang, dùng châu lưới bao quanh nhà, hàng cây bao dung là đà, đường đi cùng chân châu ngà. Hồ ao có sen bằng vàng, tòa tự hóa ra hào quang, màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn, để rạng đón dân Ta Bà. Cõi đây trỗi lên nhạc trời, người được nghe ưu sầu xuống đơm hoa trời, tỏa hương đến thơm cho đời, người nghe sẽ an muôn đời. Mỗi khi gió lay cây cành, tạo ra tiếng âm thật thanh, dạy dân chúng nên tu hành, hãy tinh tấn cho chuyên cần, quả tâm đức mau viên thành. Về Tây phương có A Di Đà, ở cõi đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi Ta Bà, về bên cõi A Di Đà. Cánh quang cõi A Di Đà, ngọc lưu ly xây hành lang, dùng châu lưới bao quanh nhà, hàng cây bao dung là đà, đường đi cùng chân châu ngà. Hồ ao có sen bằng vàng, tòa tự hóa ra hào quang, màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn, để rạng đón dân Ta Bà. Cõi đây trỗi lên nhạc trời, người được nghe ưu sầu vơi, hạt mưa xuống đơm hoa trời, tỏa hương đến thơm cho đời, người nghe sẽ an muôn đời. Mỗi khi gió lay cây cành, tạo ra tiếng âm thật thanh, dạy dân chúng nên tu hành, hãy tinh tấn cho chuyên cần, quả tâm đức mau viên thành. Về Tây phương có A Di Đà, ở cõi đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi Ta Bà, về bên cõi A Di Đà. Cánh quang cõi A Di Đà, ngọc lưu ly xây hành lang, dùng châu lưới bao quanh nhà, hàng cây bao dung là đà, đường đi cùng chân châu ngà. Hồ ao có sen bằng vàng, tòa tự hóa ra hào quang,
màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn để giang đón dân ta bà. Cõi đây trôi lên chàng trời, người được nghe ưu sầu vơi, hạt mưa xuống đơm hoa trời, tỏa hương đến thơm cho đời.